con đông trùng nhỏ xíu như vậy thôi mà người ta bán 240.000 nè các bạn. Xin chào các bạn nha, hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm đông trùng hạ thảo nguyên con. Cái con đông trùng này thì đã được sấy khô rồi nè. Rồi gớt dưới đây sao kiếm. Trời ơi xui dữ vậy ta. Ở đây toàn là cỏ không à. Rồi đây. Nó rụng hết cái gâu rồi các bạn ơi. Xin mời các bạn nha. Nó ngon lắm nha, nó mặn mặn béo béo. Cái mùi này mình đã từng ăn qua ở đâu rồi mà mình không nhớ nè. Ở bên trong nó trắng tươi à. Trong nó thì mặn mặn béo béo. Thật sự là mình không nghĩ là cái con đông trùng hạ thảo nó lại có cái vị như vậy luôn á.